Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Trong một video đặc biệt này, em có nói qua về cái chủ đề là phân tần loa. Mà nhiều các bác đã mua H1212, H1215, có hỏi và chả biết thế nào gọi là đúng pha và ngược pha, nói thì các bác gân cổ nên các bác cãi. Thì bây giờ em sẽ chứng minh bằng cách là em đã setup lên một cái cấu hình A15 đáp tuyến phẳng, sử dụng củ bát neo và thép thường. Thì đây là cái thông số đo của loa bát này, đây là NF này, đây là loa tép này, HF này. Đấy, các bác hình dung được chưa? Đấy. Khi cái điểm giao thoa này giữa hai loa, điểm giao thoa giữa hai loa đây là vào 1.5 kHz. Đấy. 1.50 kHz nhá. Đấy, và cái độ dội âm rất là nhỏ bởi vì loa quay ra ngoài trời. Và khi mà khớp loa nó đồng đều lên thì là nó sẽ cùng cộng hưởng với đáp tuyến. Các bác nhìn này, điểm giao thoa tại 1.5 kHz, và các bác cùng xem cái thông số khi nó khớp cùng pha với nhau nó như thế này. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Giao lại 1.5 kHz. Đấy. Nếu như đây là cùng pha thì nó sẽ như này, và ngược pha thì nó sẽ như thế này. Đấy. Đây các bác xem, ngược pha, cái đoạn pha vòng đỏ trên này nó sẽ bị đứt đoạn và nó nhảy vòng pha. Đấy, các bác thấy chưa? Về pha mà nói, khi mà đấu loa bát loa tép cùng pha với nhau ấy, thì nó sẽ cộng hưởng, nhưng đây là ngược pha. Các bác nhìn này, trừ đây là 5.39 dB. Bây giờ em sẽ đổi màu nhá, đổi màu cho các bác dễ nhìn, ẩn cái NF và HF đi. Đây cái loa này thì em sẽ đổi màu, màu này thì cho nó màu nó khá tươi tí nhỉ. Đây, nhưng góc này thì cho nó ok được chưa? Đây là ngược. Thì tại 1.5 kHz thì nó sụt chỉ có 5.39 dB, nhưng mà tại đỉnh điểm đây là 1.4 kHz là sụt tận 6.09 dB. Đây là ngược pha. Còn khi mà cùng pha với nhau thì đây em cũng đổi màu để cho các bác dễ hình dung hơn nhé, nhìn màu nó sẽ nổi bật hơn, đúng không ạ? Đấy, ok. Đấy. Khi cùng pha này, 1.5 kHz là cộng 1.45, đây là cùng pha nhé. Còn khi ngược pha, đây nhá, các bác nhìn nhá, 1.5 kHz này, 1.45 dB, cộng 1.45 dB. Còn khi ngược pha đây, em sẽ chọn vào cái ngược pha này để các bác cùng xem. 1.5 kHz và trừ 5.39 dB, tức là ngược pha ấy, nó trừ tận 6 dB, mà 6 dB so sánh ra thì nó gấp 4 lần công suất. Nếu như các bác nào mà các bác nắn này lên, kéo 6 dB này lên, rất nhục luôn, nhục cực kỳ luôn, còn chưa tính đến đoạn nhảy pha này. Đấy, nhiều các bác không hiểu về pha thì đây em nói luôn nhá. Đây để các bác hình dung pha nó như thế này. Và khớp đáp tuyến nó cùng pha với loa. Thế em đã bảo rồi, các bác về bây giờ các bác có một cái cặp loa. Em sẽ ẩn cái 6 đi để cái đẹp cho các bác cùng xem nhá. Các bác có một cái cặp loa. Đấy. Một chiếc, bây giờ một cặp loa của các bác đang nghe ngon này. Xịn bãi xịn đi, ví dụ thế. Rồi, bây giờ các bác cầm mic thử alo trên cái loa đó, trồng một ít vang thôi, không cần nhiều vang. Alo, nếu như cái tiếng mic ý, mà nó rõ ràng và chi tiết ý, thì là các bác sẽ cảm nhận là con này tiếng N nó bay rõ ràng sắc nét, thì là đấy nó cùng pha. Còn khi các bác mà đấu một cái hay là đảo lại cái loa đi, không đấu cùng pha, đấu ngược pha ví dụ như này, thì nó sẽ ra cái hiện tượng là trũng và trùng, trùng đập lại ngược, nó triệt tiêu. Thì nó thành ra nó khi em qua thung lũng này, thì các bác nhìn thấy chưa, khi em qua thung lũng này. Đấy. Trong đoạn này bóng đêm nó hủy bàn chân này. Ví dụ thế. Các bác sẽ hình dung được là cái điểm mạnh giữa một cái bộ phân tần do hãng thiết kế và một cái phân tần do bên em nghiên cứu gọi là mò để khớp với loa của các bác. Thì đây là cái nó kiểu như là mò như thế. Đấy. Đây nha, thì em nói luôn nha, đây là cái thông số của cái A15 em cố tình đảo ngược pha. Còn bây giờ thì em sẽ đo lên thực tế đây, đo luôn tại chỗ, đo lên như này để các bác cùng xem. Nha. Có sôi đồng hoàng luôn. Check fit đến đây thôi, cái này để về không đi cho nó dễ hình dung. Đó. Không nhá, thì đây là đang ngược pha này, em sẽ ở đây em có một cái ổ rắc như sau. Cái ổ rắc này thì nó sẽ có nhiệm vụ là cắt và đảo pha của nó tép. Đấy. Được chưa? Đấy. Đây để các bác nhìn trên đây này. Đó. Bây giờ nhá, là đang bị theo kiểu là ngược pha, các bác để ý nhá. Em sẽ đảo ngược lại.
Bây giờ nó sẽ là cùng pha này. Các bác nhìn chưa? Đấy. Cùng pha thì nó sẽ cộng hưởng này, còn ngược pha thì nó sẽ ngược lại. Thì bây giờ em sẽ tạo chụp ảnh màn hình này nhá. Chụp ảnh màn hình này. Cái F1 đi. Đấy. Và lấy cái điểm điểm giao thoa và cắt là 1.5 kHz. Được chưa? Đây là cộng 1.3 này, pha này, các bác nhìn này, đúng điểm pha đấy nhá. Được chưa? Đúng điểm pha đấy nhá. Em đảo pha này. Nó sẽ nhảy ngược lên này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bắt đầu đấy. Nói ra cái đuôi, thấy chưa? Nó nói ra cái đuôi kìa. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Như thế là ngược pha. Và ngược pha thì nó sẽ triệt tiêu cái điểm này đi thôi. Giải trung âm đoạn 1.5 kHz này nó bị triệt tiêu đi thì đấy, các bác nhìn thế này là các bác sẽ hình dung được đúng không ạ? Đây là quay đúng pha nhá. Đấy, đúng pha thì tiếng nó sẽ nổi bật hơn, rõ hơn rất là nhiều. Khoảng cách mic đo đến loa là đúng 1 mét. À, và em sẽ fit delay này để các bác cùng xem này. Thấy chưa? 3.54 này, tương đương với khoảng 1 mét. Đấy. Em sẽ ẩn cái dòng trên này đi để các bác nhìn. Đây là một vòng pha nhá. Như em đã nói rồi, một vòng pha. Loa mà một vòng pha ấy, nó rất ăn tiền. Nó sẽ lấy mẫu điểm đỉnh điểm hoặc là chấm điểm từ một vòng pha là đâu đó đoạn là pha cộng này, còn đây là pha trừ. Pha trừ là sai nhá. Không nên chơi pha trừ đâu. Đừng lấy mẫu tại pha trừ. Đấy. Bây giờ sẽ cắt loa bass đi để các bác xem này. Đấy, được chưa? Đây là còn mỗi loa tép thôi. Cái loa tép nó gồng hết cỡ này nó kéo. Nó có thông số đầu tiên của loa tép là 1.59 kHz đến 14.67 kHz. Được chưa? Đó, bây giờ em sẽ bật loa bass lên, tắt loa tép đi để các bác xem cái thông số đáp tuyến rồi bên em nghiên cứu và phát triển nó như này. Đáp tuyến tại trừ 3 dB là 50 Hz, khoảng 50 Hz đến cao nhất đây là 1.34. được chưa? Đấy. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục chụp ảnh lại màn hình này. Đây là loa bass, ghi là bass đi. SS. Ok. Xong bây giờ đóng loa tép lên, cắt loa bass đi. Đấy, rồi, ok. 1.58 này, thấy chưa? Đấy, 1.58. Khi bây giờ nó cắt loa tép thì em chụp tép lại nhá. Ok. Bass check. Bây giờ nó full RAM, cả bass cả tép cùng kêu. Thì các bác sẽ thấy ngay cái điểm giao thoa giữa hai điểm loa bass và loa tép cắt đâu đó nó khoảng 1.5 kHz. Đây các bác nhìn cái điểm giao thoa đúng giữa này và pha dòng trên này, thấy chưa? Thế thì mới gọi là làm phân tần. Nhưng còn bây giờ ví dụ em đảo ngược cái loa tép này, đảo ngược cái loa bass, loa tép thì các bác cùng xem là pha bắt đầu nhảy, đấy, thấy chưa? Nó đứt đoạn nó nhảy ngược lên này, đấy. Tự nhiên đang một vòng pha đấy nó nghĩa phải như này thì đây là nhảy ngược vòng xuống đây như thế là ngược pha. Thì các bác hãy để ý lại cái loa của các bác. Bây giờ các bác bỏ ra, bỏ một cái loa ra, lấy một cái vang số, em sẽ tắt cái tiếng xô này đi nhá. Bây giờ các bác sẽ bỏ một cái loa của các bác ra, các bác nghe cái loa nào ưng nhất hay nhất các bác bỏ ra. Đấy. Một cái bỏ hẳn một cặp đi. Một cái các bác đấu đúng âm dương và một cái kia các bác đảo ngược âm dương của loa tép. Tức là một cái giữ nguyên còn một cái kia là các bác đảo ngược lại cái pha của loa tép thì nó sẽ như thế này. Rồi các bác cầm mic lên alo thử. Các bác sẽ thấy là em nói như thế nào. Đấy là với những người không hiểu, muốn thử và trải nghiệm thì đấy, các bác thử đi. Còn khi mà loa đã đáp tuyến mà đúng rồi thì nó sẽ như này và tiếng nó rất là mượt, hay. Đấy, nó không bị trũng hoặc trùng về điểm nào cả. Còn nhiều cái loa ấy, nói thật các bác nhé, đây là khớp hơn tần thôi. Nhiều cái loa ấy, đáp tuyến của nó sẽ không được như thế này đâu. Nó không được như thế này đâu, nó xấu hơn rất là nhiều. Đấy, một số dòng loa đó thì em không chắc đã lưu trong máy, nhưng mà nói chung là có rất là nhiều. Còn như một số loa hay là thương hiệu đến từ Trung Quốc, ví dụ đây là QT Acoustic QT12N, thì đây là thông số đáp tuyến của loa, đo trong phòng có dội âm các bác nhìn này, thấy chưa?
Đấy. Còn nếu như A15 như hôm trước em có quay em giới thiệu đây, để thông số đáp tuyến này cũng một vòng pha. Và nó cũng có đoạn nó nhảy này. À, ví dụ đang đoạn này là pha gọi là pha cộng, bắt đầu đến đoạn này là trừ này. Thấy chưa? Này các bác nhìn này. Độ số đây là đang là cộng xong bắt đầu nhảy trừ này. Bởi vì bất cứ một cái loa nào nó cũng pha cộng pha trừ, đấy là chuyện bình thường, mình không tránh khỏi được, được không ạ? Ok, nếu như các bác nào muốn tìm hiểu về phân tần loa hay là muốn nghiên cứu thật kỹ về phân tần loa, gọi cho em có đầy đủ đồ để cho các bác có thể tẩu hỏa nhập ma, hoặc là các bác đang rối não rồi, còn rối não hơn nữa mất ngủ cả đêm luôn, bên em sẵn sàng chia sẻ đến mức là các bác không ngủ được luôn. Đấy, ok không ạ? Thì đây là một cái video giới thiệu nhé. Ngoài ra thì bên em vẫn có nghiên cứu và chỉnh sửa phân tần cho các bác rất là nhiều. Các bác cần chỉnh sửa phân tần hay là nâng cấp hệ thống loa, liên hệ trực tiếp với em. Bên em vẫn hỗ trợ các bác nhiệt tình và đầy đủ. Tuy nhiên bên em thì làm theo cái tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn bên em đề ra nó không đạt thì bên em cũng rất là ngại khi công bố. Còn tiêu chuẩn mà đã đạt được rồi thì mình cứ phệt bình thường thôi các bác ạ. Không việc gì phải sợ cả. Ok, video đến đây là tạm thời kết thúc nhé. Còn các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì, liên hệ trực tiếp với em. Chia sẻ các bác luôn. Đây là cái phân tần em đang để theo kiểu là... Ôi rồi, ôi. Đây là mặt sau nhá. Đấy. Còn đây là mặt trên này. Đấy. Một cuộn bát. Đấy, có hai con trở. Con này không có hoạt động, không có đấu. Con này có hoạt động. Cái này có hoạt động. Cái này có hoạt động, cái này cũng có hoạt động. Mặt trên này những cái này câu ở đây là có hoạt động hết. Có con tụ 2.2 này không có hoạt động này. Đấy. Cái này có hoạt động, này hoạt động này, cái này hoạt động này, cái này hoạt động này, cái này hoạt động này. Đấy. Dung lượng tụ bát bây giờ là đang là vào 27 mi. Tụ cản tép đằng sau này là 15. Quặn dây là 0.45 hay 0.50 vậy. Và có 50W 2.2 ôm để cầu gọi là móc sang để gọi là chặt và chém cái tiếng tép cho nó vừa phải. Đấy. Ở bên em thì thường thường là tối ưu hóa linh kiện này, không có lòng ngoằng lắm đâu. Đấy, như thế là các bác dễ hình dung. Còn thông số đo đáp tuyến thì các bác cũng vừa xem rồi, thì em bảo lại lần cuối cùng cho các bác xem nhé. Đây là thông số nòa bát, thông số nòa tép, thông số đáp tuyến đầy đủ, được chưa? Đấy, bên em là phân tần nó như thế, không có lòng ngoằng lắm đâu, nhưng mà thường thường làm theo tiêu chuẩn, có khen có chê thì tùy. Ok, video đến đây là tạm thời kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Thank you.